Xin chào các bạn, thì đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về phương pháp mình sử dụng cái bo Arduino để điều khiển cái bảng LED ma trận V5 Full Color. Thì đầu tiên các bạn lên website, các bạn gõ vào từ Arduino Mega đấy, điều khiển V5 Full. Vào hình ảnh chúng ta sẽ xem cái cách đấu nối ấy. Đây chính là cái đấu nối, cái chân đấu nối của nó bạn. Đây cái data in ở phía sau cái LED P5. Các bạn có thể tùy chọn nó để hiển thị theo chương trình mình muốn hiển thị. Thì cụ thể ở đây là tôi sử dụng để làm cho cái ứng dụng là bộ đếm counter cho cái máy. Các bạn xem video này. Đây cái máy này nó đang đếm sữa. Đấy, bạn thấy tôi làm hai bộ counter đấy, nó đang đếm đấy, cái mỗi cái lốc sữa đi qua thì là tôi sẽ đếm. Thì cái ứng dụng này nếu mà các bo điều khiển LED thông thường ạ thì nó có một số bo hỗ trợ counter nhưng mà tốc độ rất là chậm. Thì đây có một cái bo nó hỗ trợ counter nhưng mà tốc độ rất là chậm, các bạn xem. Tốc độ nó không đáp ứng được. Đấy nha, các bạn xem nha. Đấy. Thì nó đếm rất là chậm. Thì đối với cái bo mà hỗ trợ cụ thể là bo W6075 ấy thì nó hỗ trợ full color và có thêm cái sử dụng mắt ngoài để đếm là bộ counter. Tuy nhiên thì tốc độ nó đáp ứng chậm, nó chỉ đáp ứng được khoảng gần 1 giây. Tôi cho nhanh nhất là 0,5 giây một số đếm. Nếu chúng ta dùng Arduino để điều khiển ấy, thì nó có thể đếm là 0,1 giây một số, nó có thể nhanh hơn. Đấy, thì đấy là ưu điểm mà vì sao mà tôi muốn đưa vào để chia sẻ với các bạn. Trước nhất là các bạn sẽ đấu nối theo đúng sơ đồ này. Và thứ hai chúng ta sẽ tải cái thư viện. Đây chúng ta sẽ phải tải cái thư viện này. Chúng ta sẽ tải thư viện LED Matrix RGB Matrix Panel này. Đấy, thì đây nó điều khiển ở các module như là 32x32 này, 1632 này và 32x64. Đây chính là cái LED P5. Đấy, chúng ta sẽ tải thư viện này về. Rồi, đây là cái chương trình mà tôi dùng để tôi đếm là bộ counter các bạn. Đấy, bạn thấy là đấy, tôi có khai báo như trong thư viện. Rồi trong chương trình để điều khiển thì tôi sẽ sử dụng một có hai nút, đó là một nút là nút bấm để tăng tỷ số counter và nút reset để reset bộ counter về không, đơn giản thế thôi. Đấy, sau đấy là tôi sẽ hiển thị cái chữ text THM lên. Đấy, tôi chỉnh màu. Đây có ba màu là red, green và blue. Tôi cho chữ đấy màu xanh. Tôi bật green lên. Sau đây cái void loop của tôi ấy, tôi sẽ detect cái xem có nút nào đang bấm không. Nút reset có bấm hay không. Nếu bấm thì tôi đưa counter về không ngay và tôi hiển thị lên là counter bằng không. Tiếp đến là tôi sẽ sử dụng cái check cái nút nút bấm up này, tức là nút mà bấm để tăng counter có lên hay không, thì tôi sẽ delay nó 200 milli giây, tức là 0,2 giây. Mục đích của này là tránh hiện tượng dội phím bấm và tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa, nếu vẫn đang còn tồn tại xung lao thì lập tức là tôi sẽ tăng tỷ số lên cao cộng cộng đấy để tôi hiển thị. Thì để hiển thị ra giữa màn hình, để căn giữa màn hình ấy, thì tôi sẽ sử dụng thuật toán, đó là tôi sẽ vì cái matrix này là có cái hàng nó là có 64 cột nên tôi sẽ bắt đầu hiển thị ở 30. Con số này nó có độ rộng là 5 cột đấy, cho nên là tôi sẽ căn là 30 và sau đó tôi sẽ kiểm tra, nếu số cao này mà nó lớn hơn 10 và nhỏ 100 thì tôi sẽ bắt đầu nhảy cột, tôi sẽ lùi về 28, tôi lùi về 2 đơn vị.
Tương tự như vậy, tôi sẽ kiểm tra nếu mà bé hơn 1.000, lớn hơn 100. Đấy, tức là hàng trăm thì nó sẽ hiển thị ở vị trí 26. Tương tự như vậy cho đến số 10 tỷ. 10 tỷ thì nó sẽ hiển thị ở vị trí này. Đấy, thì cơ bản là cái chương trình nó chỉ đơn giản như thế thôi. Quan trọng chúng ta sẽ có thư viện nó đầy đủ thì chúng ta sẽ hiển thị vào chúng ta. Ở đây tôi thấy là người ta cũng đang làm một số cái đồng hồ. Làm cái đồng hồ rất là hay. Thì các bạn cũng có thể download này về chúng ta sử dụng và có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp hơn với các yêu cầu bài toán của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.